Rồi, ok. Chào mọi người nha. Hôm nay mình đi đi tìm với một trong những đội hình được xem là ăn ý nhất cái đất nước Việt Nam chúng ta. Ủa? Đúng rồi. Mình lắp mô đun cho Luchador cho ta. Nhớ rồi. Lắp rồi nha. Không xài con lưu gì vậy? Từ Đã kiếm cà lan cho mình rồi. kiếm kệ nó đi. Quất hết. ông xài con lưu gì à? Chết. Hôm nay là quên đổi luôn. Wow, cũng ghê đấy. Tôi phát hiện reset rồi đó. Nó là của tôi đó. Rồi Máy mạng kìa, máy mạng kìa. xong rồi, hiểu luôn rồi. Tôi hiểu cái đội hình này luôn rồi đó. Rồi Đó. ơi, thôi rồi. Tội nghiệp tên bạn luôn rồi. Bắt Đó. thằng reset nó lại đây. Mày bắn rồi, xong rồi, hiểu luôn rồi, xong luôn rồi. Lên luôn, tẩy lên luôn. Tẩy lên Tôi luôn. đứng từ xa, tôi bên cái hỗ trợ là được rồi, tôi không cần lên. Ủa, ông cũng đi giống mấy ổng đầu game hả? Tại cái map này, map Giang Minh Thâu tôi Ê, vậy mấy ông binh binh hết cho tôi lên thử coi, mấy ông binh hết cho tôi thử coi. tôi cầm đó là con. Ê thằng Lê này, Binh nó, binh vô hết mặt rồi, nó. mới hết rồi, nó chết rồi, nó lắc đầu kìa, lắc Lắc đầu. đầu. Trận này lắc đầu cũng vậy à, mệt rồi, mệt trong người rồi. Thiệt tình. Này thì lắc đầu. Rồi Ê, ok, ông nghe tôi nói chuyện có bị rè không? không bình thường đâu gì. Ừ. Rồi game này nát rồi. Ủa Ra sao không đi, được cái tiếp nào của bartender vậy ta? Ngộ vậy. có một mình tôi à, bạn bạn phải bắn chết cái con mà nó có dấu hiệu bên trên đầu á, chứ còn bắn mấy con mà không có dấu hiệu là đâu có được. Tôi tưởng là cứ binh binh sẵn rồi cứ để nó được là được. Bò cạp cầm phóng lao luôn, ghê vậy. Rồi bắn ai, để chọt chừng nào chết, trời ơi. Vui nhỉ. Rồi 20-0 luôn rồi. Tôi không muốn là người chết đầu tiên nữa như hôm qua đâu. Nhóc. Nhóc. Trời đất ơi, đánh làm sao bên kia nó không gọi được con Titan kìa. Chạy. Trời phá game luôn rồi. Nghỉ rồi bạn ơi. Mà không thấy hồi chiều tôi chơi mấy game lay, trời ơi, tụi nó thoát game phải gọi là như thường lệ luôn á. Hay kêu ông hát chi, hát nhảy hai lần bây giờ Vậy tôi có hát đâu. Tôi chỉ phát đánh minh ông ra nhảy cái hai combo. lần À, nó theo cái quy luật. Tôi tưởng đâu con rác to nó làm được thì con invader cũng làm được. Hóa ra là cái con bốn chân nó khác. con bốn chân nó nhảy như là khả năng luôn ha. Không không, bạn mới nói là con raptor nó có hai chân thì nó sẽ nhảy, đó là kết hợp hai cái nó nhảy một lần thôi. Còn con nhện nó bốn Rè chân cả thì nó mấy phải, mấy con bị rè cả con nhện nó có bốn chân thì nó phải là nó nhân lên, nó nhân lên hai lần nhảy. Alo alo Obi-Wan sao rồi ạ? alo alo chưa kịp xuất Titan luôn á, chưa thấy con, chưa thấy cái trận nào mà nó gà Titan luôn. giờ nó chậm quá. Ủa sao ông cầm Inrai vậy? Ê, đợi xíu, đợi ra đổi. Đợi Ừ. xíu. Đổi thành Luchador gì đó. Luôn chả giò. Để tôi coi nào. Long lân Vô một đi, có vô đó đi. là Rồi, ok. Berserk Leer này. Có tổng cộng hai con Berserk Leer. Còn người nào? Một con Luchador này. Vẫn còn người chưa tới. Ủa, Hai ai vậy con ta? Berserk Leer. Lưu lửa ở ngón. Ủa, không sự. Chạy rồi. À, một con Rock. Hai con Vậy là sắp kinh nổ. bà ơi, đội hình của mình Ê, tổng cộng kinh là nổi xong chưa? rồi xong rồi bạn đi đi. Rồi, ok. Ê, bảo bảo kê cho team bắn tỉa. Tại Bảo kê cho team bắn tỉa tôi nha. thấy nếu như mà tôi đem con Titan mới vô thì đội hình nó ba con thì nó hơi thiếu cái phòng ngự, cho nên là thôi. Đúng rồi, nó thiếu thiếu người bảo kê á, hai con là đủ rồi. Đội hình bây giờ có một con Rock, ba con Bữa nay Luchador. tôi với ông sẽ là người bảo Chưa kê. biết nữa, tôi sợ gặp con quỷ Enfeo cầm 5 cây súng lửa là mình không bảo kê nổi. Không dám đâu, thắt nó luôn á. Không lách. Con nào cũng sợ con quỷ Enfeo đó trơn.
tôi mà bật hát bất tử lên này nó tử gì? Trời đất ơi, mất quay rè với người ta. Tôi thấy vẫn bình thường nha, chắc là mic của ông nghe âm lượng đầu vào của ông có vấn đề đấy. Tôi nghe ông nói rõ mà cũng sợ. Đang nghe bình thường mà, không có vấn đề. Ồ. Hay là do tiếng quạt nó vô ta. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đội hình bên đó. Thôi. Nghỉ luôn cho rồi đi mấy bạn ơi. Chứ tôi thấy là mấy bạn là tới công chuyện rồi đó. Ông bạn già của tôi nay xài combo gì đây trời? Cái combo này tụi nó tới tụi nó đòi quá trời, hôm nay trả luôn đi, mất công mệt quá. Nợ nần chấp đóng. Ủa mà tôi đâu có nợ nó đâu, tự nhiên nó kéo tới nó đòi nợ tôi ta. Kì vậy? Mày kêu ông là mồi ngon nhất chứ. Mà tụi nó yêu cầu toàn là mấy cái combo mà phải gọi là trước khi đi là tôi đều có đào sẵn cái hố rồi á. Ồ. Mày thằng quỷ emoji này, mày muốn gì? Mày rớt xuống đây. Ông bật mic lớn hơn xíu rồi, sao mic ông nhỏ vậy? Ừ. Wow, không chết luôn kìa, trời đất ơi, cái combo. Lắm, ok, ngon. Rồi, để bật lại cái mic. Thật ra thì trận này mình không... Ông phụ em ở đây nó quá trời luôn nè. Cái này cái... Đang hội đồng ông Long Lân 1 kìa. Ừ, biết rồi, cứ để đây yên tâm. Nhả ra tim nó xíu đi, không sao đâu. Nhả cái gì? Ủa, tôi chết rồi hả? Kỳ vậy? Ủa? Lại là ông nữa. Trời luôn nè. Thôi được rồi, nó chết rồi. Trời đất ơi. Xong rồi, hiểu luôn rồi, hiểu cái game luôn rồi đó. Trời, hết quân luôn rồi. Ê, có lần ở Hân đi tìm với ông Châu á, mà gặp cái cà lan y tô của Trung Quốc á. Nó qua nó tấu hài. Nó cầm raptor mà nó xài bộ bắn tẻ không? Bộ gâu với bắn tẻ, bắn cười ghê. Ngon đấy. Nó qua nó fit mạng vui lắm. Bữa đó bắn đúng cái căng luôn, vui không lắm. Vậy mấy thằng đó chắc là nội gián rồi. Nó không phải FL người. Nó cầm súng mù nha, FL nó cầm 5 cây súng mù. Thiệt tệ. Được. Ê, cái 5 cây súng mù nó ghê lắm nha bạn, đừng giỡn. Ừ, đừng giỡn. Nhưng mà lúc đó đang xài rock đâu sợ. Đang lỗi khiên á. Nó mù, để cho nó mù cái là phải gọi là khuyết tật luôn á. Khuyết mắt hả? Rồi, đi. Vô đại đi, ngày hôm nay không có nhiệm vụ gì này kia đâu. Vô sẵn cài nhiệm vụ luôn. Thì tôi với bạn làm nghề bảo kê mà. Nãy giờ chưa có con Titan luôn á, chứ bảo kê gì nữa. Daily with mắt đó nha hai bạn. Ok, chơi luôn. Chắc là sợ gặp team á. Tầm 7 giờ kìa, giờ này tụi nó còn ăn cơm, ăn nước. Giờ này tụi nó đang... Đó, bây giờ mới thấy có một vài đối thủ cứng rồi đó. Tôi có thể nhìn thấy được con rác to tầm ở trong tầm 1.100m luôn. Vô chừng giữ với tôi luôn hơn. Tôi biết mà. Tôi có thể nhận ra hình dáng con rác to từ khoảng cách 1.100m luôn các bạn. Bên trái đi bạn, lâu lên cáo bên chủ trái đi. Xe lâu kìa. Ai chết. Ai da, sao mày kiếm tao đầu tiên vậy? Nó ông rồi. Mày úp ai? Mày úp ai mà biết tao là ai không? Rồi. Mày giỡn hả tao nẹt. Rồi nó chết. Nó chết rồi bạn ơi. Chết nè, mày giỡn hả mày? Anh em gọi là sói với sư tử đây nè. Qua đây. Phụ bạn lâu lên sáu kìa. Qua. Thôi được rồi bạn ơi. Lo được. À, cái thằng Bu Salagi. Nữa hả? Bu Salagi nữa hả? Ừ, tôi ghét. Tôi căm thù nó ghê. Hoài, Bu Salagi hoài. Wow, cái combo này phải công nhận là nó phế giả dạ, mạng. Tay báo game rồi. Tay báo rồi. No. Ây da. Ôi giời. Ghê à, bên kia nó phản kháng cũng nhiều. Sao bên phải nó đang chiếm trụ nè. Wow, thấy rồi, qua tới ngay. Ở anh em qua bên trái truy sát cái thằng Uta ghi kìa.
Vậy nó hả? đang úp Chia ra, trọn ông ơi. Rồi, đi ok mà. ok ok Long lân sáo á, nó đang úp trọn long lân sáo kìa. Ừ. À, mày ra kỹ quá. Rất to này mạnh phết. Ra ngoài, đi ra ngoài. Ok, giành được 5 trụ là có thể cơ hội win rồi. Năm trụ rồi. Để bắt rốt nó. À, mày chạy hả? Mày chết tao rối. Bắt được chưa? Bắt được nó chưa? Chết rồi. Trời đất ơi. Quỷ đất to này đâu thế vậy? Khó chịu ghê. Bắn nó là bị con khác bắn. Rồi. Đội hình mà nó phản kháng thì rồi ok Raptor đã chết. Ây da. Má con quỷ đó. Gì vậy? Tôi bị mua ra là ghi giết luôn rồi. Khốn nạn thật. Đã thấy Tôi biết cái tên của thằng Usagi rồi đó, sen lâu xuất trận bắt lấy cái thằng gì nó đó. tên là Nó có con chết. cung xanh rồi đó. Vậy hả? Ghê Ủa, vậy. Wow, sen lâu luôn này. Gì đây? Trời ơi. Rồi con ơi, con sen lâu này yếu xìu rồi, mày tới số mày rồi. hay quá, nó đang truy sát tôi hay quá. Đâu, tôi thấy mù Ôi sa tuyệt lơ ghi. vời. Tôi thấy cái hình mù sa lơ ghi rồi, nhưng mà nó có titan mới á. Từ, để tôi có thể qua được không? Tôi qua được nhóm mù sa lơ ghi rồi. Hay. No. À, thằng khốn nạn này, nó vẫn còn chạy được, nhưng mà trụ nó mất hết rồi bạn ơi. Ê, đó ngon. Ừ. Xong rồi, xong cũng xong rồi. Ok, cung san chết là ngon rồi. Giết được không? Chính xác. Giết Chính giết xác. Usagi, giết Usagi, giết nó. Ừ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thứ khốn nạn đó nên biến mất khỏi game ngay lập tức. Ôi trời ơi, hai con lui cho đó. Ôi, một con cung xanh nữa kìa. Canh 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 giết nó đầu tiên, canh giết nó đầu tiên. Hỗ trợ hỗ trợ. Được Rồi hay không? quá. Ngon. Ngon 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 ngon, được rồi, được rồi, được rồi. Thôi Ok. đang bỏ chủ hết đi, bỏ chủ hết đi. Ok rồi, ok rồi. Ô hay quá. Team mình có hai con xanh lợi thế hơn bên kia chứ bộ. Bảo kê được rồi, ok. Rồi tụi nó ra Titan vô trụ giữa hết trơn rồi. Kệ tụi nó luôn. Làm Trụ được giữa gì tụi vậy? nó Anh đang coi chân. Fail, fail, Phèo kìa, cẩn Ủa? thận. Có anh Phèo đang đuổi. Rồi trời ơi, rồi xong phim rồi. Chết luôn rồi. Con anh Phèo nó còn bay là còn chết. Rồi tôi nghĩ là đi Ủa? luôn đó. Lùi cho Sao đó nhảy nó vào, để lùi mà cho đó đi? nhảy vào cung xanh lui. Ừ. Từ từ nha. Cây trụ giữa có vẻ không ổn nha, để tôi hỗ trợ. Ôi trời ơi. Nói cái con Busalagi nó chơi trụ không bao giờ bền hết trơn á. Ừ, thấy nó nhát cái ghê, Nó lo nó hèn chạy nhát không à, ghê. nó lo chạy rồi nó quay cái tay băng bó vô mặt Ừ, mình không à. nó hèn nhát ghê. Được cái tấn công mạnh à. Cái đó đi hành gà được. Hành gà là hết bài luôn rồi. Một một phát là chết, một phát là chết thôi. Có ai bị lắc không vậy? Không, vẫn bình thường. No, rất là mượt. Ê, đi Ok. tìm với mấy đội lông lân mượt ghế không? Còn đi với cà lan mà nó bị cái gì vậy? Ông tướng ông có tài trợ tôi biết rồi, khả năng cao là ông sẽ rời clan đấy. Sao vậy? Chắc Tôi ông lập biết. cái lan riêng ha. Tôi biết rồi, để lập clan Ừ. riêng đó mà. Kiểu Khi gì mà cũng vậy thôi. khi khi mà có lông có cánh rồi là bắt đầu đi Ừ. đi à. Lông cánh này cứ bay. Bay đi chứ gì đâu. Không biết Nhưng là mà con bay. nguồn cội của ổng đầu tiên là vẫn là tụi mình. Không biết nữa, không biết ông xuất hiện từ đâu mà ông vô Để đây. chiến. Ồ. Luôn. Mới vô thấy hai ba con mắt là tôi biết reset rồi đó, lên. Rồi ba con Vô. mắt luôn. Rồi ba con reset luôn, xong phim rồi. Xong cái game rồi. Tại sao mấy bạn không cầm sen lâu ta? Sen lâu là Trời giết cũng ơi. dễ ta. Không sao không sao, cứ bình thường. Dê chạy qua chết hết chứ gì đâu mà. Đó, reset kìa. Đó, hai ba con reset luôn. Quá trời reset luôn. Tôi ước gì có ai hỗ trợ Ây da, tôi không lao chết kìa. con điện vô. À, cho tôi thấy con reset nhưng mà nó Ủa kìa. mày tới số mày rồi mày Nó chạy đâu con hay cà rốt quá nó con cà rốt nó gặp tôi nó sợ lắm bạn ạ nè. Rồi nè xử nè nó. đó xong rồi trời đất ơi
Bây giờ hai thằng này bay xong đáp xuống đi luôn chứ còn cái gì nữa. Ai giờ chơi gì chơi hội đồng mình tối vậy. Ừ. Đâu mà bên kia gì hao happy đâu tùm lum vậy. Quá trời luôn. Bạn mà hao với happy siren gì không. Wow. Combo này bắn mấy thằng à. Luôn rồi. Combo này bắn mấy thằng đó ngon chứ bắn mấy thằng meta gãy ngứa thật sự. Ê sao ông không cầm dây điện đi. Thôi dây điện qua chơi chán rồi. Tôi không có thích chơi cố định mà ơi, tôi chơi tùm lum hết trơn à. Dây điện qua wow. Cái đám rồi shit nè, phê thôi rồi luôn á. Ồ tôi đang solo. Ồ tôi đang solo một con sói một con bò cạp. A what rồi chết anh rồi. Thứ quỷ mà ai đâu. Ủa đâu có con dê nữa kìa. Nhìn người anh em của mình bị ốp sọt. Trời ơi. Thì đi lên đây quýt mắt mà. Đi quýt mắt đó mà nó kiếm mà tự chứ. Ui giời ơi. Nãy giờ chưa có trận nào mà xuất Titan được yên ổn hết trơn ta, buồn ghê. Ủa? Sao dơ này con. Ở vô cái map này lại có cái cục này ta, sao đợt trước mình không thấy vậy? Cục gì đây? Mày chơi dơ. Chơi dơ hả? Ok anh đi đời rồi. Đi đời nhà ma anh rồi. Ý ở giữa cái map này nó có cái bánh lái tàu hải tặc nè bạn ơi. Vô đây coi nè. Đâu. Nè trong này nè. Trong chỗ tôi nè. Tôi thấy cái bánh lái hình như là nó. À biết rồi cái bánh lái tàu Red Note. Trời đất ơi đúng rồi. Cái tàu cua bắp đó nè. Ủa mà tại sao cái bánh lái nó lại nằm ở ngay khúc đuôi ta. Cái tàu này lái ngược hả. Ờ đúng rồi. Cái bánh lái nằm ngay khúc đuôi cho nên giờ nó mới nằm dưới đây nè. Ôi trời, à, như là 4 năm cái bánh lái lận. Ồ, điều tên, ngon. Trời ơi, bây giờ trời ơi. Bây giờ mà còn điều tên nữa. Trời, điều tên là hỗn hợp. Không được súng hết nguyên bộ. Nó thập bánh trung thu thập cẩm. Tết trung thu em đốt đèn đi chơi. Nãy giờ không thấy ai mạnh hết trơn rồi. Ông lần lần sáu không còn con ao chưa nấu đứng nhìn cũng mất cười ghê. Nào bé hồi giải răng rồi. Top 6 không? Mình top 1 nha, xin nha. Ừ, thoải mái đi. Rế rồi tôi không có hứng thú top 1 nữa. Bởi vì bạn bị tôi giành rồi, làm sao hứng thú được. Combo này dồn đam được này nhưng mà chơi nhây thì nhây không nổi. Bao giấy quá. Ê con Raptor của ông bỏ cái module nhảy ra chi vậy? Chưa. Á đầu. Kệ nó để chơi. Dạ. Tôi cũng đâu xài con Raptor nhiều quá. Nhiều khi ghét chơi đồ meta nhiều đúng không? Ừ. Đồ meta vậy đó. YouTuber nó cũng làm video nó chửi biết đó. Chửi thì chửi thôi. Bây giờ chửi nó xong rồi nó chìa ra nè, robot mới nè lấy không cũng chè cái tay ra mà lấy thôi chứ. Chửi. Chửi gì? Ồ, ghê đấy, tôi thấy rất là nhiều đối thủ mạnh bạn ạ. À. Hai con Fury, một con Pathfinder, một con Raptor nữa. Một con Senlou nữa nhưng mà chắc là dạ. Có sóc đen bạn ơi. Có sóc đen. Busalagi nó đâu? À thấy rồi, may mắn. Thằng nào cầm? May mắn. Thằng may mắn à, đâu, nó đâu? À, cái thằng Vin này, ngay cái anh thằng may mắn là thằng nào? À, rồi, biết rồi, thấy rồi, Pathfinder, đã Pathfinder còn cầm cái cây súng đó nữa, khốn nạn thật sự. Thôi dạ, đối thủ, trận đấu này có rất là nhiều đối thủ xứng tầm đấy bạn ạ, ghê lắm, ghê lắm. Cảm ơn mấy bạn đã nhắc. Ui, có chân. Oh, shit. Thiệt là dở. Ok rồi. Wow. Sao nó canh tôi nó bắn không vậy? Tôi đâu có quen nó. Trời ơi. Xong Pathfinder rồi.
Con Lê này mày thích gì dành đậu không? Ê, chủ mấy Tôi ông bếp, tôi bếp, tôi thấy nó rồi. Chủ lại, dành chủ lại. Có xanh lâu điện ở đây, mày đừng có hòng tàng hình. Mày tàng hình hộ tao cái. Chủ kìa, tàng hình, tàng hiến cái gì? Tàng hình hộ tao. Ok nha, từ từ. Thằng ba Vino chết chưa vậy? Chết rồi, chết rồi, Chết chết rồi không? rồi. À, thoải mái rồi. Trời ơi, à, thứ quỷ ma. Ủa, đâu Tao mà sẽ qua đây nữa ra nè? một con Busalagi Cái gì? nữa. Cái gì cơ? Hết Busalagi rồi tới ba Vindo hả? Tôi biết ông Kuri. già là ông nghe không có rõ nên tôi hay nói đùa. Kuri nè, Kuri nè. Sao? Cái trụ của anh còn ở nhà mà em còn dám chạy vào á. Trụ của anh cơ mà. À, có một thằng ủa Không có à, được cũng dành còn trụ thằng bậy này nữa. bạ nghe chưa? Trụ nhà người ta là không có được vô bậy đâu đó. Nói rồi mà không nghe. Này, qua luôn, qua chỗ luôn, qua chỗ nhà nó luôn. Tới luôn. Wow, quá trời cu ri luôn. Mender đạt, Mender hồi máu à. Kinh phết đi. Qua, wow, tàng hình luôn rồi. Ây da, nguyên con lu cho Ghê đo luôn. vậy. Rồi, về trước. Qua wow, có lu cha đo rồi hả? Ghê vậy. Ừ, trời, Luchador cầm súng đạn đuổi mẹ ơi. Rồi bắn Ngon. ai? Rồi Tôi rồi bên rồi ngon. rồi rồi bắn ai? Để tôi bắt thằng Ender đó coi. Nãy mày sốc trên tao, mày sốc trên tao nè. Ngon, ngon. Giết tiếp thằng Kuri Xong nữa rồi, luôn. xong con luôn rồi, xong con luôn rồi. Giết luôn. Chạy đi đâu cho Hay thoát? vậy. Em chạy đi đâu? Em tính chạy đi đâu? Mình phải Titan chậm quá. Không có Titan chưa? Có đâu phải không? Chưa. Chưa hả? Cái chỗ bên phải, Ừ. chỗ bên phải kia Rồi rồi rồi, nè. thấy rồi. Bây giờ Bởi sẽ sao cách cao. chết chết chết. Chắc là mình nên gọi gọi boss ra để bảo kê con Titan thôi. Nó đang chạy qua nhà, nó định nhắm vào đó là Titan mới à. Dễ gì, có tao đây rồi. Thôi chết, thôi chết, thôi chết. Nó bỏ qua luôn. Ôi sao bắn nó không thấm vậy nhỉ? Lát game á, lát á. Ngon, ngon. Rồi, ok, rồi rồi rồi, giết được nó Ngon. rồi. Bảo kê được hai con Titan mới. Rồi được rồi, đi bạn ơi, đi 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 đi. Ngon. Rồi, thôi xong rồi, tôi nghĩ là team của nó nát rồi đấy. Mày cuốn chưa? Mày cuốn Tôi định ra cái của ông cái gì? Được á. rồi, được rồi, Như tao đó, ok, thấy rồi. Từ từ nha, hai Titan mới ở nhà, lưu một Cậu con bên không cánh. bắn nó để tôi cái nó Ừ, coi. lưu lưu Cậu một bắn con nó. bên cánh phải, một con bên cánh trái, nhảy nè. Rồi, ok rồi, xong rồi, lụm rồi. Ok rồi, con Newton chạy ra đây là nó chết chắc rồi. Ủa mà nó không chạy ra kìa. Rồi nó chết luôn rồi. Hai con lưu tấn công hai phía á, hai Titan ở nhà. Rồi. Trời ơi. Nãy giờ mới được một trận đối thủ xứng tầm mà sao tụi nó không gọi Titan ra ta? Có đó mà nó bị giết sạch rồi cái Nó ra hai fail một con bay hù với Newton. vậy Có mà thể không ăn được. những đứa khác nó cũng chưa có Titan đâu, những đứa khác nó chưa có Titan kịp đó. Ồ, video mới up được được 1.000 lượt xem rồi, ngon được. Đâu Cái con invader nhảy đấy. à Trời ơi mấy thằng này. tôi thấy ông khoái được bay nha, tôi thấy ông khoái được bay ghê Không, chỉ ha, cần liên quan tới thì robot tăng cơ là thích tôi à. thấy ông cứ nhảy lên rồi cho ông dê nó hất Thì tôi nhảy lên tôi tính để cho nó hất đi mà ai ngờ nó ép gấp đâu có nhảy đi được, chết cái tội khoái luôn. đi tắm biển là dễ dễ đi ra xuống biển cái Ơi, nào tắt rồi. có hất kìa. Thoát game, Ơi. thoát game, thoát game, thoát game, thoát Thôi, game, thoát game, thôi, thôi, thoát thôi, thôi, game, thoát thoát game, game, thoát game, cho nó chơi mình nó, cho nó chơi mình nó, lẹ 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 thoát lẹ game. Ê, lẹ Trung Quốc. lẹ 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 Hay lẹ lắm mình Trung Quốc á. thoát game lẹ, thoát liền, ừ thoát liền, cho nó chơi mình nó đi. Chơi chơi Rồi ok, ra nhận tí nhiệm vụ luôn rồi vào lại. ồn quá chết đi rồi à. Mới vừa thấy dưới lòng đất là biết rồi. Vô thấy đang làm chục chuỗi chứ lòng đất Sao ở trên hít không khí sạch không chịu ha, thích chui dưới đất ha. cái đất nó có mùi của âm phủ. Cái tôi đó thấy còn của nhập ông Long Quân. cái đó người ta kêu bằng âm binh.
Long lần hai chưa vô. Rồi Long lần hai chưa vô. Em bị lắc để mời lại. Trời ơi. Nay tính cầm Mender đó mà thôi thấy nó yếu yếu sao. Mender của ông Châu nhìn nhìn cũng ngon không, nhưng thực tế nó cù bắp lắm. Con sen lâu nó sốc điện một phát hồi máu không kịp luôn chứ. Nó không có hồi máu kịp luôn, mất hơi nhanh lắm. Con Mender nếu mà có tay lái tối thượng á, thì kỹ năng tay lái nó phải hồi máu, phải gọi là Domine. gấp đôi con ô cờ lan Trung Quốc rồi. Về đây à. Trời ơi, tôi gọi xe lâu sớm quá, có khi nào là nguy hiểm không ta? Thấy Raptor rồi đó. Tôi ước tính trận này chắc cũng tầm là 11 con Raptor. Nó cũng có bị lăn nha. Ờ, Đi lăn ghê trụ rồi, đi lăn trụ, đi lăn trụ. đấy. Đâu à, nhóc con. Đây rồi. Mày hỏi tao chưa? Lên Mày lên đứng luôn trên bạn, nóc lên nha. luôn. Ôi, thôi 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 Lên thôi thôi. luôn, lên Anh ấy đây. tàng hình rồi, anh ấy tàng hình rồi. Em chạy đi. Bây giờ bỏ mình tôi rồi. Tôi thấy có khiên vàng chắc là Dragon rồi, để giết nó Chạy trước. ra nó thật không ơi, chắc tôi Vậy rồi. hả? Chủ nhà, Ok. chủ nhà. Tôi biết, chứ. Tôi biết chứ. Giết Không con rồi, Dragon. giết đi đâu rồi, À. tôi lại Ừ, luôn. hay Chủ quá, giết được con Dragon rồi. Ôi, sóc trên nữa kìa. Thằng nào hoài vậy? Thằng nào sốc trên hoài vậy? Đó, bên 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 tôi nè. Khốn nạn quá Mất vậy. dài ghê. Khốn nạn quá vậy. Sốc trên đâu nhiều vậy? Ôi trời ơi, dạo này mấy cái thằng Raptor nó cầm Udo nhảy nhiều quá vậy ta? Hay là nó học theo tôi? Tôi cứ khoái nó cầm một đôi nhảy để tôi giết nó dễ hơn. Rồi, ok, giết được con Raptor ở nhà rồi. Bay qua hỗ trợ bên cánh phải. Ừ, chủ đi, chủ đi, chủ Con đi. quỷ Kairos đó nó nhây quá. Coi chừng, có xanh lâu nha. Rồi, mới vừa nói luôn, tới luôn rồi. Nhảy là giảm xuống, Đúng rồi, hay quá. Rồi, con xanh lâu nó không có đường nào đi rồi, ok. Rồi long lân hai lăng đi bạn, long lân hai lăng đi. Ừ, trụ giữa nè, tôi nhảy vào trụ giữa nha. Long lân bên cánh phải ráng thủ nha, tại Kairos nó không có đam nhiều. Ừ, nó chết luôn rồi. Đi cẩn Ngon, thận nha. được, được. Tôi đi cản con Kuri lại. Bây giờ mình cứ thủ trụ rồi mình cứ dồn lên từ từ thôi. Tôi nạp tàu mẹ rồi, bây giờ tôi thủ trụ hơi bị cứng luôn Con sóc kia nó chết rồi ta. á. Chưa xác định được cái Chưa. tên thằng sóc đen là Nó thằng chết nào. rồi, nó chết rồi. Chết rồi, nó Chết rồi chết hả? rồi, nó chết Chết rồi thì rồi. ngon, ok, được. Chơi luôn đi anh em. Tôi qua tới nè, hỗ trợ miếng nào nè. Rồi, ok. Có ai vô trụ giữa phụ tôi không nè? Trong này hai hai thằng lận. Chủ giữa, chủ giữa. Rồi rồi, để tới nè. Tới liền, hy sinh thủ cái trụ này luôn. Tới Chết luôn Kiên ơi, rồi, vô đây chết Kiên ơi, rồi, thằng này chết gần chết rồi. rồi. Ừ, hay quá. Đây 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 đây. Ui, anh phải kìa. À, anh phải kìa. No. Nhưng mà tôi có Titan rồi, từ từ nha. Đừng có xuất ảo chết sớm đó. Tôi biết, có anh fail. Anh quỷ anh fail bên cánh phải. Bây giờ mình không thể nào mà. Bây giờ có Raptor nhảy vào trước thì mình sẽ nhảy theo sau con Raptor. Đúng rồi. Raptor nhảy vào câu giờ trước. Có Đây. Titan rồi, ok. Có Titan mới hỗ trợ phía sau rồi, mình có thể nhảy vào coi theo mình câu giờ. Chết luôn rồi. Hay. Rồi, được rồi, nó chết luôn rồi. Bây giờ vô trụ giữa hỗ trợ nè. Ấy da. Giết con Raptor. Ok, Raptor đã Nó đã fail nữa kìa. Thấy rồi, Giết, Mày. ngay con Kuririn. Oh my god. Xong mới fail anh. Chết đi, fail chưa? Ô, hay quá. Hay Được quá rồi, rồi. trời ơi, xém chúng nó bắn tôi chết luôn. Hên quá, anh fail chết rồi, tuyệt vời. Quá trời lửa luôn rồi. Quá trời lửa luôn rồi. Chiến này là cháy thành than hết rồi. Ôi da, nó vẫn còn Rồi sống đi kìa. chủ nhà ông ơi, trời. Chủ nhà hả? Chết tôi rồi. Từ Rồi từ rồi từ rồi 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 đây. có Hai người con thủ, Kuri, chủ nhà. sao sao tôi nhảy qua bên cây trụ Hai bên gì trái liền. Rồi bên kia Kuri quá trời luôn á, ba bốn con luôn á. nó chơi dơ rồi, hai thằng nó đi kế nhau truy sát tôi mất dạy rồi. Hay à. Ít fail nữa kìa, ít fail nữa kìa. Cây trụ giữa tôi sắp đỡ không nổi rồi, tôi sắp đi rồi. Vô nhảy vô trụ giữa phụ Leo kìa. Trời, Leo cầm à, lâu lâu. Tôi vẫn còn sống được một tí nữa. Ừ, ok, tôi giết được con Kuri Vô bên kia rồi. vô Hỗ nhà trợ, tôi đi. tôi sắp thủ không nổi rồi. Hỗ trợ Đang nào, vô. còn duy trì được vài giây nữa. Ừ, hay quá. Hỗ trợ đi, bắn chết tụi nó. Đúng rồi, hay quá. Ok. Ngon. Ngon rồi, tụi nó bắt đầu chạy rồi. Rồi bắt quên ra. Bắt quy. Cái quỳ hả? Quy kìa. À, không sao, được Nó rồi. đang nó đang nhà tôi Long Long nhảy tới tôi chỗ đang kia. móc móc chủ À. nhà nó, tôi đang móc chủ nhà. Ừ, móc đi, Ô, hay quá, tôi vẫn còn thủ được. Mày Rồi, ngon hay hả? quá, anh em ơi, được. Bắn Tuyệt bắn vời. các bạn, long lân ba. Ủa đâu rồi?
Rồi rồi, Rồi bắn rồi. thôi, bắn thôi. Ok, rồi nha. Tôi vẫn còn Kuri, tôi để dành Kuri để tôi trị mấy thằng Titan á, từ từ. Vẫn còn sống, tôi vẫn còn Nó sống. mà nó là cái tên mình truy sát mình dưới. Còn Raptor chưa chết à? Oh, Raptor sống dài quá. Ừ, hay quá. Win rồi. Căng vậy. Cái quỳ đi vô trụ giữa à. Đi vô bao giây nó, đi vô bao giây nó. Ô oh, hay. Ô oh, nó gần chết rồi. Nó gần chết rồi nó. Rồi hay quá, win luôn rồi. Ok, ngon ngon. Ủa ông cầm Inra gì vậy? Ừ. Cũng được, Inra đấy thủ cũng được. Mình đã đi đủ 6 người. Về đấy. Có thể là tìm trận nhanh nữa thì có thể gặp tụi nó đây, bắn được. Cuối cùng thì cũng có đối thủ rồi. Nãy giờ lâu quá. Đối thủ ham bắn với ham đi đánh lẻ. Nghĩ sao hai con Kuri meta mà nó dí một một con Lin của tôi không? Chơi vậy. Thử chiến nè. Ô UE kìa. Được đấy. Thầy ông nội. Rồi 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 rồi, tôi biết ông chuẩn bị làm gì đó kia kìa. Thôi xong. Thầy ông nội quay đầu bỏ chạy. Mày chết cái tao thầy ông nội ơi. Thôi tha nó đi ông nội. Ôi UE là gì, clan của kẻ trai của NHT rồi. Clan tối thượng của NHT. Wow, ê. Không có nghe được cái Discord này, đừng có giận anh. Đi đỡ lông nước bao bị nhăn rồi. Chết. Ủa kỳ vậy em. Không sao giờ được. Thầy ông nội á. Phạm Thượng. Nó bắn tôi kìa. Lâu bị lỗi game thì hai ông nội nó khi quân Phạm Thượng nó bắn tôi kìa. Rồi xong rồi. Dám bắn bạn già của tao. Đi rồi đi rồi. Clan FBI nữa, clan viên đạn bạc của tôi nữa bạn. Sao ngày hôm nay gặp toàn là gì đâu không vậy ta? Gặp toàn gia đình không vậy? Chết rồi, chuyến này phải gọi là gia đình xào xáo rồi. cái ông nội thắng, cái ông nội NHT thắng đó cũng là bạn tôi luôn các bạn. Cũng quen. Ê ơi, cái gì vậy? Không được rồi, không nở bắn rồi, để cho anh em tự tàn sát lên nhau. Không nở bắn nè. Tôi bắn hết, ai quen ông thì tôi bắn hết. Chơi vậy không đẹp đâu nha. Anh Long đẹp dài, anh đứng được trời anh bắn em. Anh đúng rồi, phải xử lý quá đẹp dài anh Long rồi. Chá đài chá theo ông nội rồi. Hello Thắng, làm gì vậy? Đừng có nhảy vào đó, ẩu rồi đó. Đừng bắn tôi, lắc đầu. Rất tiếc nhưng mà lắc đầu không được đâu. Thầy em nội đâu rồi? Lòng lần hai tránh ra để tôi, để cho giải quyết chuyện nội bộ lần. Để tôi, đây lần ra. Lần qua đây, lần. Ok, ông Thắng không lắc đầu với tôi rồi. Bỏ đi đó. Tôi không bắn, tôi không bắn ông Thắng nhưng mà đồng đội tôi thì khác. Gì đây? Sao muốn nhảy một bài á? Vô. Hơi. Đi. Anh em để sàn diễn ra cho tôi nào. Đừng có bắn nào. Đấy. Vô, chúng ta làm một bài nào. Hay. Hay. Nào. Để tôi với mình bắn cái con này, này. Vô, lăn đều, lăn. Xem vậy. Mấy anh em lần lần ngừng bắn đi. Nào, để cái sàn diễn đó. Yên tâm để tôi. Rồi, rồi. Sao? Thiêu vũ một bài đây. Nào, chúng ta hãy nhảy một bài Rumble. Wow, nhưng mà anh càng nhảy càng mất máu vậy. Rồi, đi hết rồi. Chưa kìa. Đau khổ. Chưa nhảy hết bài nữa mà, trời ơi. Rồi, UE, ủa. Sao? Bắn tôi hả? Bắn tôi hả? Xem ngày chưa đó. À, lưu này yếu. Lưu bạn, này. Bạn quay mấy vòng thì bạn mới đuổi kịp tôi vậy. Tôi là thai phanh mà. Trời ơi, tôi chạy nè, tôi chạy nè, tôi chạy nè. Tôi chạy. Tôi không biết. Làm sao mà quay kịp con thai phanh của tôi được. Kinh nghiệm chiến đấu với lưu mà đứng sát 1 mét đó là không thể nào mà giết kịp tôi được. Chỉ có anh fail mới dí kịp thôi. Bật dây này. Chết rồi.
Hồi ra nó Ủa mát bạn nào hay nữa. là bạn nội hay ta? Hồi ra nó mát nữa. Ủa phải tiếng không vậy ta? Có thể lắm. Phải. Phải không? Phải. Tại nghe không rõ. Tại nghe không rõ. Thằng này mày phải thông cảm anh mày chứ anh mày già rồi. Nguyên một cái đội hình bốn thằng người quen không. Đẹp mì. Nãy em không có đi game với mấy anh đó nha. Ừ biết Tắt rồi. game đi em. Gặp nữa giờ Sao gặp được. anh mà gặp nữa anh bắn nữa. Hay ông nội em Sao ơi gặp á, hay ông nội em ơi, chuyển thành con Titan Rock nha em ơi, làm đội hình full rock đó nha. thôi Sao toàn mà súng đi lửa ông ơi, mới tôi với ông Châu mới bỏ lửa bỏ rất đây mà còn kệ kêu đây. đoại nữa. Sao gặp được. Tính làm đội hình full rock bay cho nó đẹp, Đẹp hả? nhất là cái map mà tàu chở dầu ấy. Con róc của ông nữa, nó chưa có mát cái gì, nó chưa có mát cấp Mát liền ngày mai, mát liền cho coi, tôi dư tài nguyên sao lắm gặp rồi. thôi để dành memorium nâng cái con Sao gặp Titan được mới đi. vậy? Còn tháng nữa bạn lo gì, trời ơi, trời đất ơi, cái đội hình Gì ấy? Say goodbye kìa. đâu Say goodnight chứ. ghê à. Ăn ăn đạn băng nè anh. Anh đứng núp cái gì, anh núp cái gì, anh núp anh coi, anh À núp, mày dám bắn. anh núp hộ em cái bình dấu hiệu nè, giết nó. Ok, a đù Kuri cầm hai cây Ultimate Glory vô tới nhà chơi tôi luôn rồi, ghê thật, ghê vậy anh. Ê, em nói trước nha, anh bắn em một cái là anh có chuyện liền á. Anh chắc chưa? Anh chắc về điều đó chưa đấy? Chắc Ủa là sao cái thằng thèm nói tắt mic đi coi. kệ nó, cho nó nói chuyện đi có gì đâu. Miễn sao nói chuyện bên ngoài cái cuộc chơi của tụi mình nha. Kệ. Nãy giờ em có nói gì đâu. Cho nó bình luận thêm đi. Wow. Gì Thằng này mày vậy? tự kéo nhau đi tìm đường chết à? Đó. Con dê đó nãy giờ chưa chết luôn hả ta? Trâu vậy? Chết rồi đấy. Xanh lâu kìa, xanh lâu, xanh lâu, xanh lâu, xanh lâu, xanh lâu. Ok. Thôi tôi cho nó đi hỗ trợ. Có Kuri tới đây. Đúng rồi. Ok. Có con Lin định phá đám, giết nó luôn. Chết luôn. Rồi, xong. Chọc dữ vậy? Trời ơi, ác quá, 4-5 ông bắn một mình đó. Ác thiệt. Chết. Đẩy nó ra, đẩy nó ra. Trời đất ơi. Cả Demeter nữa sao? Anh Ê, fail, anh khoan fail, anh anh khoan fail, anh anh khoan. fail. Đã nhìn thấy mục tiêu, sẵn sàng có Luchador. Yên tâm. Ui Bắt thằng đó luôn đi, để bắn rút vô mặt nó trước. Rồi xem ra nó cũng chết luôn rồi. Chứ nó da. chạy đâu cho thoát. Rồi xong luôn rồi. Trời Ok. đất ơi. Yếu Trời ơi, quá. Titan chậm quá vậy trời. Tôi có Titan rồi nha, tôi ra đây, tôi có Titan rồi đó. Ủa sao tôi cầm con Fenrir điện mà sao nó nạp lâu Đi dữ đâu rồi vậy? mấy em, hỏi anh chưa? Địa bàn này là của anh cơ mà. Đi đâu vậy? Đi đâu? Hỏi. Ê, con quỷ đi mấy tơ nó có khiên kìa. Nào à? Nào bắn tao hoài à? Có khiên kìa. Ủa. Thôi kệ không sao. Ê, cái trụ đó của tôi nha. Né liền. Né liền à. Fail fail Ok, Đâu, nó đâu? Thấy rồi, nó bay qua chỗ tôi. Có lửa tới đây. Rồi đi luôn rồi. đi một con Còn con nữa hả? Đâu rồi? Nó đâu rồi? con đâu rồi Nó ta? đắp, nó đắp mộ cuộc tình rồi. Nó xong luôn rồi. Chết lẹ thế gì. Ok rồi. Nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua đó. Nhảy qua lại lên. Ôi luôn cho đâu kìa, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng end fail nữa. Fail fail Bắt fail thằng end fail trước, bắt thằng end fail trước. Bỏ luôn nó đi. Coi đây, dí nó, dí nó. Mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu. Ghê ghê ghê. Mender à. Cá đồ cũng bắn luôn á. Ngon à. Ây da, súng lửa nó bắn nó cực quá. Nhưng mà không bắn nó không được, tại vì nó làm chậm tôi. Rồi luôn chết rồi, giết con Mender đi. Ok rồi xong. Quá ngon lành.
Trời, nó chết rồi mà cái bệ hồi máu của nó vẫn còn hồi kìa. Ý, lạ vậy. Đây là tính năng của luôn. Mender Ultimate rồi, chắc là đi vô nó chắc chắc Lỗi nó như có hồi vậy máu. á. Chắc là đi vô nó có hồi máu á. Ủa sao nó không hồi máu ta? Quên mất Mender kẻ địch mà, trời ơi. Mấy bữa nay ông bệnh tôi cũng viêm họng mấy bữa nay. Lay online rồi. Trời mưa nhiều. Coi. Câu hỏi rất hay, nếu cho bạn 1 triệu đồng thì bạn sẽ nạp gì đầu tiên hả? Mình sẽ đi mua vé số đầu tiên. 1 triệu hình như là chắc được 100 tờ đúng không? Chắc là cũng trúng. Gió Kệ, tôi mua mà chắc là mỗi 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 người bán thì tôi mua 100 ngàn. Cho người ta có tiền là về được rồi. cũng Mua được. chi 1 triệu. Ông tính quay vlog về cái đó hả? Không, không khoe. Tôi đâu giống mấy thằng kia, nó đi này đi kia rồi nó khoe cho người ta Lạnh lắm. coi đâu. Lúc đó Tôi tôi sẽ nhìn ông tôi hỏi chấm. đâu có rảnh đâu mà đi khoe mấy nó làm gì. Tôi nhìn ông tôi hỏi chấm cực Có vẻ như là trời đất ơi, thôi rồi, lớn. yếu Cũng xìu. mạnh, cũng có được hai. Không, Mạnh mà. không mạnh, yếu xìu à. Dragon Ball, Có tôi mua ê, bay né ra né kìa. ra né ra, Dragon Ball nó bắn. Tôi mua ghi bay kìa. Có được hai thằng clan Thái Lan. Dragon Ball nó bắn kìa. Từ từ anh em lên trước đi, tôi đứng sau tôi cổ vũ. Ráp ráp tôi truy sát cái thằng Dragon đi. Khó lắm, Nó thiên từ từ thiên từ nó từ. mất dạy quá. Nó Dragon Ball nó bắn đau lắm mọi người. Bỏ luôn rồi. Ủa nhưng mà nó chết queo luôn rồi, trời đất ơi, Nó hủy 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 boss luôn luôn rồi. rồi. Chắc là gì dội dội nhìn clan xong rồi hủy boss luôn, thoát trận luôn rồi. Bởi Đó. vì con drone máy bay nó ác quá, nó Cái phải chơi không cái thích. dính nhìn sách đèn cái rống cái cổ lên mà mọi người ơi, mọi người ơi. Lúc đó không Mọi người ai mà ơi, giúp đâu. MV Thiệt ở Việt Nam mình có nhiều lắm bạn ạ. nè. Ở Việt Nam này Bởi đã cướp vậy và khỏi nói luôn tôi rồi. khuyên mấy thằng đó là thôi bỏ game này, xóa game, chơi game khác tiền. Ông Cường ngày xưa đó, ông là cũng có mấy bài hướng dẫn để mà hạ cấp làm sao cho hiệu quả nhất Tôi không có hướng dẫn mấy đó. á. Ngày xưa là có nha, Cường ngày xưa là trẻ trâu nha. À được, xin lâu với tôi kìa. Ê, tao có làm gì mày chưa mày? Ai ghẹo vậy bạn? Tôi đi theo tôi bình luận thôi mà bạn làm gì vậy? Rồi rồi, thêm con quỷ quỷ đáp to nữa kìa. Mày hay rồi, à, mày vui rồi. Tới công chuyện mày luôn rồi con ơi. Cô đi hả? À, cũng mạnh đấy nha. Đây. Coi mày sống được Đẩy nào. cho mà vui. Chết nè. Ok. Có một con xanh lâu. Tôi chưa thấy một con xanh lâu nữa. Đúng rồi, nó đây rồi. Nãy mày bắn tao. Nãy mày bắn tao. Bắn nè. Chết chưa? Ây da. Con Chết Raptor. tôi rồi. Raptor. Nó Cũng là không chịu. Raptor. Không sao, không Ủa. sao. Nó tức lộn con thiệt. Mày phải lo đằng trước qua cả Ủa. đằng sau. Nó nhảy qua, nó nhảy qua, nó nhảy qua. Ok. Để tôi. Nó Ừ. không có súng rớt thì tôi sẽ solo được. Để tôi hỗ trợ thêm đam nữa. Ô, nó giết con Dragon rồi, ghê thật. Nhưng mà nó lắp súng cái gì mà nhìn khó chịu thế nhỉ? Rồi, ok, xong. Ơi, tính ra con xanh lâu này nó sốc đam kinh thật. Dễ bắn hơn nữa. Ê, hình như tôi Công nhận thấy. mà team nó lát quá. Ông cái bộ kia ông đâu có bắn được Ở cái cái gì thằng đâu. này sao nhiều xanh lâu thế nhỉ, hai ba con luôn nha. Nhưng mà bây giờ tao đầy mua luôn rồi đó. Mày mày nẹt lại đâu không? Lại mới lạ. Tiếp đi, gọi thêm con boss ra nữa đi. Ok. Này. Sao nó dí mình đặt trước không vậy ta? Rồi, trời Titan chưa đầy luôn kìa. Chán thiệt. Đáng. It failed. Rồi, em theo kìa. Có bà, đi ta anh Trời ơi, cha nội gia cầm con Fenrir. bắn. Cây Tôi biết tôi Orcan. mở tiền tình. Cây Orcan nó lại cái súng điện, trời ơi.
Bực thiệt. Ráp súng cái gì vậy? Tôi đã cố ý đi đằng sau ông là để ông không có nhìn thấy rồi mà. Quay lại nhìn Tôi soi kỹ lắm, nhất là những cái combo mà nó đau mắt. cố ý tôi không có quay Ủa? lại rồi mà. Trời ơi, con xe lâu đầy máu làm cái đụng cái chết queo luôn rồi. Ghê vậy. Cái này phải gọi là chết trên chính cái lãnh thổ của mình Trời ơi, con mua con mắt nó nè. giết tôi cho mặt đẹp. Người ta kêu là Nó hãy trả nguyên một băng như trong mặt tôi. hãy hãy trở thành bậc thầy ở ở cái chỗ mà ăn giỏi nhất, của Enfeo giỏi nhất ở trên trời mà nó còn chết trên trời nữa. Chết rồi, thua rồi. Ok, quỷ xanh lâu này được cái là nó mạnh, chứ nó cũng được cái là nó dễ gãy súng. Rồi cũng được, cũng ngon rồi. Thái Lan. Thái Lan nào cũng là Thái. Ôi vô nhanh luôn rồi. Được tìm không? Clan Ê, không? Clan không không? biết nữa, nãy giờ chưa xài đến xin Lâu lâu thấm nữa. thấm nữa rồi. Trời ơi, chán quá Bọn bon mày. Sikola không à? Có hai thằng. Tôi thấy hình như có một cái con gì đó, Busalagi phải, bên cánh trái này. Bên trái hả? Bên trái hả? Cẩn thận, Rồi cẩn thận. rồi. Đúng rồi, Tôi nó đây, cũng nó đây, đang nó đây, nó bắn đây, một nó lại đây. là Tôi hay bị em bị nó cho đun kìa, bị em mất cầm đun kìa. chết rồi, dí nó luôn, dí nó luôn, dí nó luôn. Bây giờ bắt cái Sốc đầu trên nó kìa, lại. sốc trên kìa, sốc trên kìa. Bắt cái đầu nó lại. Tôi nhìn thấy bên Bên trái tôi trái, thấy bên nghi trái nghi rồi. của mấy ông á, bên trái của mấy ông. Ừ, tôi nhìn thấy bên trái nó di chuyển cái đó là tôi thấy nghi nghi rồi. Mày rồi, mày tới số mày rồi con. Nghi thật Hay. ghê. Không. Chưa. Đó, này thì Bên bên tôi nó Busalagi đang nè. bắt cầm hết bên tôi nè. Có một mình Coi tôi chừng, coi bên chừng. đây. Cái thằng đó là thằng nguy Được hiểm nhất á, anh rồi. em cẩn thận. Nó sau lưng, nó sau lưng, nó sau lưng, rất to, rất to. Cái thằng nguy hiểm nhất team nó là cái thằng này nè. Không đi đâu hết trơn á. Công nhận tôi nhìn thấy thấy cái cách di chuyển là tôi biết Busalagi liền. Nhạy Bạn cảm ông quá đi qua 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 hỗ trợ mình cái. rồi. Được rồi, được Rồi rồi. rồi rồi, để nhảy qua. Từ từ. Ây da. Oh my god. Này. Từ từ bạn Ủa là ơi, bên sao vậy? để tôi về tôi hỗ trợ bạn bằng đường hàng không. Tôi chết queo. Bạn Long lần sáu rồi. Tới Nó đây, yên tâm, yên tâm. Lùi lại nào. Ôi, hai thằng nó chí ông lận, ông xong rồi. Chắc tôi cũng tôi xong bị luôn quá. sáu thằng nên nó úp chọt lần chứ không phải là... Kệ, không sao hết, giết được con Busalagi là tôi thấy vui rồi. Mày hả gọi Ơi, tôi sẽ gọi có thằng cầm súng dao, có thằng cầm súng dao hèn gì hồi máu không được. Thằng quỷ nào đó? Mày đúng không? Mày chứ gì? Trời ơi, bị hết bốn cây talon mà ơi. Khiếp. đó à trời tưởng đua hàng chi tư kỳ kỳ Nó bắn không cho hồi máu á. Nè, nhảy vô mày đó đi, hả tôi vô luôn nè, tôi vô luôn nè. Cho mày tới công chuyện mày luôn nè, mày thấy bắn cái tao mồm lông. cho trong mặt nó Mày ok. bắn tao lông hả? Mày Mày quay bắn về tao đây, ở lông. đây nguyên một pháo một bay luôn nè, quá Đâu đâu trời đâu luôn hả? đâu đâu, bên trái à? Mày dám chỉ Dữ vậy, trách đông dữ hả? vậy, đông dữ vậy Rồi, mày có coi dê, có dê, có đi. dê. Rồi Thả nó con kéo đi. qua kìa, nó kéo qua kìa. Rồi nó tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới bao nhiêu, có bao nhiêu thằng tới đây hết. Có bao nhiêu thằng tới đây hết đi. Rồi ok. Nó Ok, chạy cho Kuri mặt đã chết rồi, hay quá anh em ơi. Kuri kia nè, hay còn nha thằng Kuri đó nó kìa. cô đây nữa kìa. Giết nó luôn, giết nó luôn. Bây giờ chắc phải bật cái Rồi tính nó năng đẩy cái mền đi cho mặt tôi rồi. thôi. Thôi xong Bây rồi. bây giờ phải bật tính năng là phát hiện Xong rồi, Busalagi xong sớm rồi. mới được. Cung xanh, cung xanh, cung xanh. Cung xanh à? Ê, bắn tỉa bên trái, bắn tỉa bên trái mấy ông. Đâu? Reset, lấy reset à? Thằng đó cung Cung xanh xanh, á. cung xanh bên trái. Ê. Ủa? À, nó là reset mà phải Quay không? lại Nó đi. là con gì à? Trời À, ơi, cung tôi xanh, đứng cung bên xanh, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Mục tiêu tiếp theo tôi tấn đã công giết nó được đi. bạn Long Lân ra Rồi rồi. rồi rồi rồi, nó nhảy qua đây rồi, nó nhảy qua đây rồi. Bắn nó, bắn nó, bắn nó. Dồn dồn Đi vô sai mặt. nó, Dồn đi vô sai mặt nó, nó. dồn vô mặt nó. Rồi, bây giờ để tao coi mày bắn thằng nào, mày bắn ai. Quá trời mục Đã tiêu đang luôn. đẩy cái mền vô trong mặt nó. Quá trời mục tiêu luôn, lấy bây giờ biết bắn ai bây giờ. Mền mày coi. Quá trời mục tiêu bay vô mặt luôn, biết bắn ai. Anh ấy rất mạnh nhưng Chắc chúng tôi rất mền tiếc. kìa, mền rất là ẩm. Chúng tôi rất tiếc về cái này, nhưng mà anh phải ra đi trong trận này rồi. À, bắn cửa. Trời, cái thằng kia nó mấy con BMS vậy trời. Bữa tôi gặp thằng năm Mày con là gì nữa hả? Mày đắp mền với tao. bữa tôi làm cái video con bi mất mà vô Ok gặp anh đã.
gặp thằng năm con đụng hàng, vừa đụng hàng mà còn vừa thua nữa, buồn ghê. Ôi trời Minot. Ơi Minot châu, nó ra con trâu ô róc luôn kìa, ghê phết. Được rồi anh bắn chết em thì em ở máy em, sao anh hất em bay xa vậy? Em tới em chờ với mấy anh đây, mấy anh chờ đó, em tới đây nào. Em tới rồi, không biết anh có thủ nổi hay không, chắc là không nổi, chết. Ồ, tôi thấy mình có cũng nhiều róc phết. Rồi chết queo luôn rồi, còn đâu nữa. Ủa, má đẩy cái súng, ngu tuyệt. Ê, liên kìa, ê, đâu ạ? À? Đâu ạ? Đi mua ghê chạy kìa. It fail, fail, fail. Đâu? À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, 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 rồi. And fail hả? Mày chạy đi đâu cho thoát? Mày chạy đi đâu? Trời. Mạnh thế. Ủa, dịch chuyển cái con Ares qua cho tôi giết cho ta. Thằng Imugi đó, nó bước vô cổng Imugi đó. Từ qua tôi thấy một cái dấu binh trên đầu nó. Trời ơi, ngon quá. Rồi. Lâu rồi không cầm lại lu lửa, vẫn mạnh như ngày nào. Ngon mà, lu ngon. Mày chạy đâu? Mày có biết kìa. Chết luôn rồi. Tôi chưa kịp xài lại cái skill là một bước bình thiên hạ nữa rồi. Chưa kịp bình thiên hạ là thiên hạ nó sụp đổ luôn. Kêu gì chứ? À, sao kêu giảm 100 ngàn lần đúng không? Không. Tiêu hát đúng không? Không. Thì kêu là tôi gọi nó là giảm một phát là tất cả tiêm địch chết hết. Một bước bình thiên hạ, hai bước định giang sơn á. Ba bước rồi lãnh một cái còng. Không. Bước thứ ba là không có, tại vì hai bước là tôi đứng lãnh một cái còng. Trời ơi. Nguyên cái clan mà chơi không lại cái thằng top 1. Chơi kỳ á. Cua dê. Nhiều clan cũng yếu mà. Ủa? Đâu phải ai cũng mạnh hết đâu. Văn hả? Công văn. Lung lân ba văn rồi hoài vậy ta. Anh Long đẹp trai mời tôi vô game. Hình như đi team mỗi lần có sẽ có một người bị cái lỗi này sao á. Có vài lần là tôi đi với ông là tôi bị, hoặc là ông bị. Ok, đó. Hoặc là ông Châu bị. Cứ mời đủ 6 người là có một người cứ bị cái đó hoài à. Vô rồi kìa. Nãy giờ chơi thắng không á ta ơi. Thua dũng trận rồi. Rồi Hàn Quốc rồi. Có cơ hội báo thù nữa rồi. Không biết báo thù nổi không nữa đây nữa. Ê, không dám đâu. Đợi, nhảy một phát tới trụ giữa nè. Ấy à. Nó nhảy một phát trụ giữa ra. Không tới. Nó cũng xài cái skill y chang tôi luôn rồi. Mà nó tới trụ giữa trước tôi rồi. À, cái thằng khốn nạn. Phải nhảy một lúc mới được. Ừ, tôi quên nó. Tôi bấm cái kỹ năng cái nó giảm xuống. Hay rồi. Rồi nó bay luôn rồi. Ây da, dê ba bốn con dê. Á, bốn con dê. Á. Kỳ này chứ văng văng xuống biển nữa quá. Rồi thiệt luôn rồi. Trời ơi, hên quá, hên quá, còn sống này, còn sống đi. Nhưng mà đứng ở đây thì thua rồi. Trời ơi, dê quá trời dê luôn. Quá trời dê luôn. Trời ơi, dê điện ghê quá ta. Dê điện nhiều lắm mà. Rồi xong rồi, kỳ này xuống biển thiệt rồi. Khốn nạn thật sự. À. Trời đất ơi, tắm biển. Tụi mới vừa nói là cái game nó thua cái liền là nguyên cái băng nó kéo tới. Không, chắc do ông nói cái câu game dễ quá hay sao vậy ta. Ừ, tụi mới nói câu đó đó, đúng là bị dính lời nguyền. Ông mới nói là như là game muốn báo thù cái gì đó. Không không không, tôi nói là đầu game tôi nói là sao nãy giờ toàn thắng không. Cuối cùng nó lôi ra nguyên cái đội hình này. Chết rồi, thế này là ẩu rồi. Trời ơi, nó làm chậm kìa. Hình như tôi bị lắc rồi phải. Rồi văng game luôn rồi, hay quá. Ghê quá. Khỏi này bị bài. Văng luôn rồi, văng luôn 6 người rồi hay gì. Văng luôn hết rồi vậy. Bên kia là văng hết. Văng hết luôn. Tôi văng luôn rồi. Văng ghê nhiều là bị à. Rồi cái lỗi đó là ông Huy cũng lại chim mà ông có nói á. Rồi vậy hả? Vậy vô cầm con dê lại thử coi. Trời ơi, nãy tôi nhìn thấy 5 con dê phải.
Vậy mấy cái map này tôi không dám lên luôn á. Hết là bay xuống dưới. Rồi, không biết giờ có vô game lại được nữa không nữa. Được. Rồi, ok, mất kết nối đội hình thôi chứ không sao hết. Ghê á, chơi kỳ á. Người ta chơi game mà đá người ta ra. Một hai ba, một Quỳnh hai sáu, ông lộng lộng bốn năm. Rồi vậy là mấy thằng Korea đó chắc nó cũng văng luôn rồi chứ. văng hết đó, hai team văng hết, Chơi vậy chơi lại. nó bỏ con nó đi mà cứ khoái xài Nữa tới nữa rồi. rồi Từ Thái từ. Lan rồi Từ Thái Lan để với Nhật Bản cái trụ giữa đó cho tôi. Hay à, dễ lại dễ rồi ông thấy chết ông rồi tôi chưa chết đâu, tôi núp vô đây mà chết cái gì. Ê, nhưng mà nhà không vui nha, cầm cầm bắn rốt tao là không vui nha mày. Để thôi, tôi kiếm cái cơ hội tôi nhảy chỗ khác. Revenant. Hai đứa mình trao đổi trụ được không? Ê, sao anh không để em giành cái trụ vậy? Em xin cái trụ chút xíu thôi mà làm gì vậy? Trời ơi, cái con Revenant ghẻ này mà nó giết được con dê của ông Tâm Lân Ba phải. Ghê vậy, ghê vậy. Cái con Revenant ghẻ Vậy tới lúc nó phải chết rồi đó. Có Curry hỗ trợ đây. nó đắp Sau mắt lưng, rồi. sau lưng có một con Raptor đang cầm đó là rốt, cẩn thận. Bắn bắn rốt nó kìa, bắn rốt nó kìa. Tôi mới rốt nó rồi đó. Một mình ông là quá dư rồi. Mày chết chắc rồi con ơi, hồi máu cái gì kịp. Hồi hộ cái. Siren nè, siren nè. Bên đó nó bị dồn, nó bị dồn vô cánh phải rồi, cẩn thận bên cánh phải nha. Mỗi con tôi cho nó một ít rút. Có Avalon hết rồi. Có thì tốt. Rồi rồi lấy Từ từ từ, nó chạy khỏi cái trụ nè, chạy vô cái trụ, giành lại liền. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cơ hội đây rồi, cơ hội. Ô, có một con cu đi ở nhà mình. Không sao, được, được, lo được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thả lắp pháo ở đây cho nó hỗ trợ bắn nào. Con Raptor đó định đi đâu đấy? Đó là titan cung mà, cung xanh á, cung xanh kìa. Ghê vậy. Wow, ghê vậy. Ác vậy. Trời ơi, nó bắn tôi cái mới hết hồn. Game ác đấy, game này không không đùa được đâu. Game này khó 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 giỡn lắm bạn ơi. Ông xuất ẩu là một cái là nó rình nó giết liền á. Tôi biết, để tôi uy hiếp thằng Titan nó một tí. Tôi câu giờ một tí. Có lẽ tôi đi rồi. Tôi vẫn còn sống, được. Còn sống thì bắn bắn rốt nó, bắn rốt nó. Ok, tôi còn sống này, tôi sẽ dụ nó đi đi lùi nha. Rồi nó chết luôn rồi. Ok, nó chết rồi. Xong, xong rồi. Nhưng mà trụ trụ mất, trụ mất. Trụ. Cẩn thận. Chiếc trụ lại, chiếc trụ liền, chiếc trụ lại liền. Không có đứng ở trụ giữa đi, ngồi tôi xử thằng Liên này xong rồi. Không được rồi, tôi chết rồi. Hay à, Không được, để đứng này. Tôi chạy qua chỗ khác. Tụi này giữ trụ cứng phết đấy chứ. Nó chơi nó biết lựa người kia. Mày nè, mày nè, mày nè. Mày. Hủy boss luôn. Nó thấy nó thủ trụ không nổi, nó hủy boss luôn mày ơi, ghê thật. Này Ừ, chơi đúng rồi, quyết trời đoán đấy, quyết đoán đấy. Chết rồi. Cung xanh còn sống không? Chết rồi, chắc không sống nổi rồi. Dạ. Một con cung xanh 13 nào, chết rồi, chắc tôi cũng đi theo luôn quá à. Chết rồi, không được rồi, bên kia thì đang mạnh quá mà ơi. Ủa, nó giết ông luôn hả? Chưa, tôi còn sống nhưng mà chắc là tôi không thủ nổi qua khung trăng này rồi. Chắc tôi phải cầm róc quá. Róc cũng được, Tiết con gì cũng kiệm được. mấy bạn lân lân để cầm róc được. Đi Không lẻ thì chơi không kịp rồi, trời ơi mạnh quá. Ta nó mạnh quá, gỡ nổi không ta? Ê, dồn tụi nó vào vào đó đi, mình đi giành trụ lại được á. Ông chạy trụ bên phải đi, tôi chạy qua bên kia, chạy qua trụ giữa.
con Raptor nó nhảy vào kìa, để tôi hỗ trợ tôi dây đam nó coi. Hình như chết rồi. Quay quay kim trái đỡ, quay quay kim trái đỡ đạn nha. Bạn Long lần hai. Trời ơi, xe lâu nó mạnh quá. Nhưng mà còn cố được, còn cố được, còn cố được, cố gắng. Nó còn rát to đồ nhiều quá. Nãy Cory tôi chết lẹ quá, không không ổn lắm. Rồi, hai ba con rát to, nó còn rát to nhiều quá rồi. À, khét quá. Mùi khét quá. Ok, trụ giữa đó của ta. Ủa. Chưa được. Còn Raptor nó còn nhảy vào. Chết rồi, trời ơi, đông quá trời đông. Ây da, chết tôi rồi. Từ. Hay quá. Ôi, chết rồi. Ở nhà không tôi ai. Không có đẩy cái mình vô mặt tôi rồi. Đây là con boss cuối cùng của tôi rồi. Có thể tôi sẽ bay màu trong pha này. Tôi sẽ thủ cái trụ này tới cùng. Rồi đi luôn rồi. Ủa, chơi ẩu vậy bạn. Được. Nó chạy tới nhà luôn rồi, tôi đâu còn chỗ gọi boss đâu. Tính gọi ra để hỗ trợ binh thì mấy cái dấu hiệu mà nó chạy tới rồi. Ghê quá. Nó còn quá trời robot mạnh luôn. Ây da. Trời này thua rồi. Đồ vô tôi mát không. Trời ơi, cái thằng nhóc mấy. Rồi, UE ao minh luôn. Thấy bà nội chưa rồi. Thôi em đắp mộ nha. Bye bye mấy anh. Thủ đường tới đó cũng ghê rồi. Nằm mơ nè con. Nó không chết kìa. Mày rớt vô mặt tao là mày tiêu đời. Nó mạnh lắm bạn ơi. Bạn đừng có xem thường nó. Nó ở dưới đất trên trời gì cũng mạnh trơn á. Curry nhiều quá. Curry sắp đua con. Wow. Rồi hai cây Ultimax Avenger nữa. Rồi con quỷ Raptor nữa, nó cầm Avenger với lại Blazer nữa. Đồ xịn không mà biết chừng nào chúng ta mới bằng được tụi nó. Combo phá game. Ơi, hình như tụi mày dính lời nguyền thiệt rồi. Tôi nói game nào mà nó thắng hoài là hồi nó thua tới à. Kỳ vậy ta. Giả bộ như bị cắp mặt đi. Ai da, nãy giờ sao thua nhiều quá trời ấy. Rồi, game sau chắc là sẽ thắng á. Trừ bị trừ cúp, mẹ ơi, bị trừ cúp. Thấy Lucero không ổn lắm ha, chắc là mình nên cầm Enfeo xuống lửa. Chắc là mình nó đổi Titan một tí để chơi. Từ từ nha, từ từ, đừng vào trận vội. Ok. Thấy bên đó nhiều Enfeo quá, chắc là mình cũng nên cầm Enfeo nhờ. Hay là bác quê ta. Bác quê không ngon lắm. Mắt ta lái chưa. Bác quê hình như là 84 mà chưa mát. Thôi không ngon lắm. Thôi nhưng mà được bạn. Cấp độ 90 cũng ngon rồi. Chơi súng lửa luôn. Mời rồi đó hay. Coi có bị kẹt không? Từ từ. Tôi có cảm nhận là trận sau sẽ thua nữa quá. Á đồ. Ngon. Cái gì? Thua mà ngon, trận sau thua nữa. Rồi, ok, mời. Vô thôi. Đi thôi. Khoan, bên biệt đội lần 6 đang bị lắc. Để mời Leo vô chứ. Tính ra con bé quê nó cũng nằm trong danh sách Titan tôi yêu thích đó chứ, tại vì tạo hình của nó. Tạo hình nó như là cái cây chuối vậy. Nhìn sao ra cây chuối hay. Tạo hình giống Gundam, cái kiểu gắn thêm hai nắm đấm vô hai tay nữa. Nắm đấm mà cái khiên chà bá lửa. Tôi thấy Raptor gắn hồi máu đi ông ơi, đừng tấu hài nữa. Gắn hồi máu dính rút rồi sao hồi được. Nhảy nha. Phải xếp đi, ấy gì, phải xếp đi. Thôi kệ đi, chơi luôn đi, lo gì. Phải xếp cũng không kịp nữa, tôi dính EMP thì tôi cũng đâu phải xếp được.
Chơi đi rồi. Cấp bách rồi. Ôi, tôi thấy bóng dáng Musalagi rồi. Rồi. Có thể là nó sẽ di chuyển vào bên cánh phải đó bạn. Nhìn 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 cách di chuyển nào. Nó. Rồi. Từ 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 nha, nó đi theo đồng đội đó, thằng này khôn đó, thằng này khôn đó. Đừng giỡn với nó. Có thể nó sẽ vô trụ giữa đứng, nó đứng tăng luôn á. Tăng ông nội mày nè. Đó, nó thảy cái mền vô mặt ông kìa. Ghê thiệt nha, dễ sợ thiệt nha. Con dê chết trước mày. À, đông thế. Ây da, nó đá ra luôn. Ây da, ghê vậy, đông rồi. Có Musalagi nha, cẩn thận, đừng đùa với nó, nguy hiểm lắm á. Ơi, Ui trời Titan, ơi, cái thằng robot mới kìa. Titan mới bốn Glory Ghê vậy, đồ xịn kìa, ghê Glory vậy. Aware luôn. Ôi trời ơi, con quỷ Musalagi. Thằng Trời khốn nạn ơi. đó. Nó canh nó Chiến tỉa kìa. tàu. Rồi, con robot mới chết rồi. Không chết à. Trâu vãi chưởng vậy. Musalagi kìa, có ai hỗ trợ tôi giết nó không nhỉ? Chắc là không nổi rồi. Núp đi. Từ từ từ. Nó tỉa thêm phát nữa chết. Nguy hiểm quá. Ok. Giết con Kuri trước. Ok rồi Ui. rồi rồi. Trời ơi, nó tỉa kìa. Kinh dị thật. Có cách nào giết nó không ta? Từ Thấy nha. thấy thấy bà nói nữa Trụ nè. giữa cũng có một con Ultimate Fenrir nữa bạn ơi. Kinh dị lắm đấy. Trời ơi, Ultimate Halo vào đây. Nhưng mà nó chết chắc rồi, nó dính rút rồi. Giết được không? Giết được không? Giết được con Musalagi không? Để tôi bọc hậu phía Khó sau nó. lắm, khó mà giết được nó. Tôi bọc hậu phía sau nó. Nếu mà cầm UE lửa đó, thì được, được. Bắt nó, bắt nó, bắt nó, bắt nó, bắt nó. Ơi để ý dụ mấy bạn ơi, để ý dụ. Nó mới bắn rồi, nó mới bắn rồi, nó Thằng mới này bắn rồi, nó mới bắn nó rồi. đàn bà lắm, nó không có Nó bỏ chịu trụ đi chơi. à, nó không giành trụ đâu. Nó bị chót, nó bị chót. Nổi không? Thằng này với đàn bà, thằng này là Không chịu nổi một băng nữa không? Không chịu nổi một viên nữa như không? Rồi đó đi rồi, hay quá. Ok. Quay lại trụ, quay lại trụ, quay lại trụ, quay lại trụ. Cái gì vậy? Buông sắp rạc rồi ông. Vô. Từ từ, cánh cánh trái đang quay về hỗ trợ. Ráng duy trì thêm xíu nữa. Giết nó. Giết nó. Bắn Ok, rồi 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 rồi. Đang hỗ trợ trụ nhà. Ôi, Titan mới. À! Titan trời. mới Sao? kìa. Khốn nạn thật sự. Phải cố gắng đấu chứ. Bây giờ Có con Titan mới ở nhà, có Titan mới nha. Nó đang di chuyển rất mạnh nha. từ 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 em từ từ Rồi, ok. Đó. Chút tôi sẽ qua tôi thấy cái mền như mặt. Từ nha bạn, bạn bay qua đó được không? Bạn bay qua nó thì ở nhà mình sẽ có Titan để hỗ trợ đấy. Dạ, Ai bên giá? đó. Nó thủ trụ cứng Xài cái quá. lỗi game gì đó. Chỉ giết nó đi, tôi qua chính chủ. Thời ra ông bỏ cái trụ đó là sai lầm rồi đó, nó rớt bot xuống đó, đó. Ừ hay quá, Titan mới chết rồi. Bây giờ có thể là nó không dám gọi bot. À nó dám gọi bot ngay đây luôn kìa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, không kịp rồi. Trời ơi. Bị con dùng bắn ghê. Mày phải trả giá con nè. Có thể nó sẽ Ôi, gọi fail Titan ở ra. đây. Nó có fail, nó có không fail, nó kịp, có không kịp. fail. Chủ giữa mấy bạn, chủ giữa đi. Team mình Mấy mất bạn bot hai, có đi chủ giữa đi. team mình mất hai con Titan bắn tỉa hả ta? Đúng rồi. Chết rồi, trời Ủa, ơi, khó rồi đó. team nó gây vậy. Con Aljun nó bắn chết một con ở nhà đấy. Hồi nãy ông bay khỏi cái trụ đó, nó rớt con Aljun ngay đó đi. Nó cầm UE Avenger đúng không? Ừ. Vậy nó mới giết được rồi chứ. Trời ơi, anh fail không chết kìa. Ông lo nói thằng đó không vậy? Lo nói thằng đó không vậy? Đó, ông đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi. Còn anh fail nó bay qua chỗ ông đó. Hai thằng lận đó. Rồi được rồi. Ok. Rồi. Chiếm lại cái trụ đi. Rồi rồi được rồi. Tôi đầy rồi, rồi tôi qua tôi phụ ông liền đây. Bắn nó, nhảy vô mặt nó đi, nhảy vô mặt nó Cái đi, này tôi qua có tới phần nè. cống nè. Có phần cống rồi đó. Ai ơi, trời ơi mày đập Khiêu nổi khích. sao cái cục đi này nó dai dữ vậy trời.
nó bắn trên đầu. Rồi sao không boss luôn. Con guri trong đây nó giác kinh. Trâu vãi trưởng. Giờ mày cũng phải chết thôi, đứng trước súng lửa. Ôi à, anh phải nó bay qua nhà mình kìa. Chết rồi, bên mình thiếu một người rồi. Liệu có nổi không đây? Nó đã fail. Chết một bạn rồi hả? Ờ, bị chết hết, bị hết boss rồi. Ok, Ben fail chết rồi. Nó còn hai con mới fail của Leo rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Coi mày sống đường nào. Ok, còn con. Trời ơi, hết đạn rồi, ai giết nó đi. Trời ơi, không được, không kịp. À. Trời ơi. Từ, không sao, còn ai. Tôi bạn dí nó thì nó chết đấy. Mà nó đầy cây máu. Tôi khiêu hết này là tôi chết. Rồi, ok. Bắt thằng Fury, bắt thằng Fury. Đi, tôi cản Fury lại. Lạng quạng nó chạy vô nhà mình đó. Cái thằng Bunga la gây điện kìa. Nó mất dạy kìa. Ghê hả? Bắt nó. Bạn Long lên sáu ơi, ừ, trụ đi. Ôi nó cầm một đôi nhảy luôn hả? Ghê vậy. Mày tới số mày rồi. Mày có thấy tao cầm súng lửa không con? Mày còn nhảy vào đây. Phải biết sợ chứ. Phải biết sợ mày... Nó xài điện. Bungasari nó xài điện. Anh có khiên đây nè. Anh có khiên đây nè. Em điện hay em gì? Mày giỡn nè con. Mày giỡn như Titan mạnh nhất nhì bản đồ hả mày? Đùa hả mày? Đi nè. Đi nè. Bây giờ là tôi là mạnh nhất nhì cái bản đồ này đó bạn. Đùa. Thôi thằng đó chạy đi kìa, bắt nó. Bớt gáy đi bạn già ơi. À vẫn còn gáy ha. Nè, thua coi. Thua nè, thua mới lạ nè. Coi tôi thiêu nó nè, tôi thiêu nó thành là than luôn nè. Rồi, game này win rồi. Game này anh gánh. Bay đi. Game này anh rồi, gánh okay. Chiến nó luôn, không rồi. Kịp rồi. Team mình chết một người mà sao team tụi nó chết sạch luôn ta. Tại vì tụi nó dở đó. Hay là tụi nó khoái lắp đắp mền kiểu như. Bây giờ đúng á, hơn đứng nhất luôn. Tôi chưa thoát ra được nó, bao nhiêu đam nữa ta? 17 triệu đam, quá ghê. Thì tôi nói mà tôi gánh mà. Rồi gánh xong áp ca rồi thoát lắc luôn rồi. Ủa, bị văng rồi. Leo bị văng rồi. Chưa có nhìn được. Thấy cái bảng. Từ để đợi xíu. Lâu nó hay bị. Rồi giờ tới lượt Leo 7 rồi. Tôi gánh tèm dữ quá, biết nó phải coi lại tôi có hack không. Má ngày mai nó ban nít cái vui lắm à. Không đâu, nó ban nít tôi. Ngày mai nó ban nít cái làm cái xưởng mini hoài luôn. Rồi ok, mời đi. Thay văn này phế quá phế. Mời đó luôn. Rồi ok, vô. Mọc chục giờ. Ồ, lại là map này nữa. Lại là map này nữa. Đừng có nói là một đàn dê nữa nha. Đàn dê nữa thì thoát game nữa, gì đâu mình lo. Con ơi. Con mà nó thoát một cái là chắc team mình bay hết xuống dưới luôn quá. Yên tâm đi. Tôi thấy đàn dê nữa rồi đó. Nhưng mà lần này là Trung Quốc đúng không? Nguyên một đàn Trung Quốc luôn. Yên tâm, cây trụ giữa của tôi rồi. Tới luôn. Dành... Ôi trời ơi, chắc mình dê quá vậy. Chết tim bạn rồi. Tôi tới luôn, tôi nhảy tới luôn. Tôi không có chữ lùi bước ở trong trận đấu này. Rồi xong, tôi đi luôn rồi. Ê, mấy bạn canh nó mà lúc nó nhảy lên đó là hất. Ừ đúng nó rồi, hất. Tôi đang có ý định mấy đó bạn, đó, nhưng mà tôi không cầm dê. Đúng rồi, hất đó. Ủa? Chưa bay hạt nào hết đó. mấy bạn đừng có xài khả năng vội. Ê, tôi thấy cái trụ đó trống nè, để tôi qua cái trụ đó tôi giành lại. Tôi là người rất là
Tôi là người rất là chú tâm tới trụ và tôi thấy cái trụ nào trống là tôi không thể nào mà chịu nổi. Tôi phải nhảy vào liền. Đấy, rồi xong rồi con rắp tôi đi rồi. À, tạm biệt anh nha. Anh đi mạnh giỏi nha, tắm biển mát mẻ. À. À. Một đứa phải tắm biển hả? Anh đi mạnh Trời giỏi. ơi, ông ơi, Ê, thôi 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 anh ơi. ông đáng đời hả? Đáng đời anh hả? Tôi mới vừa chút nó Đáng đi tắm đời biển mạnh anh. giỏi, tôi chết ngay cái chỗ mà nãy thằng đó chết luôn ấy. Quả Ra báo, quả báo, quả báo. nó báo thù lại đó. Cái Trời ơi, tội trời, thiệt luôn nãy hả? Không lẽ tôi phải dính cái gì rồi? Tôi phải dính quả cái báo tội nãy rồi. đó bạn. Cái Ủa gì vậy trời? nó có mấy con xì Cái kỹ bẫy đó. quá. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Raptor đi trâu quá. Nhưng mà cũng đi thôi. Mày từ từ nha, cứ cứ đứng đó đi, thiêu khích nó nè, nó chưa bắn được đâu. Ôi trâu vãi chưởng gì. Ủa? Chết đi mày. Đứng nó bắn hội đồng không à? Có liền, có liền, có liền, có liền. Để đi, theo. Anh theo kìa, anh theo kìa, anh theo kìa. Ha. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Có titan mới chưa? Có titan chưa? Không. Hai hai, Rồi canh rồi 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 canh bắn lên fail, canh bắn lên fail. Phát nữa, phát nữa. Ừ, hay quá. Được. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lùi lại, cài đót lùi lại, cài đót lùi lại, có khi này, có khi này, có khi này, có khi này. Bỏ trụ giữa đi, giành được, giành được, giành được. Rồi con Raptor này chết luôn, chưa chết, chưa chết. Chủ chủ dưới anh em ơi, chủ dưới, Hai chủ con dưới. Raptor thay phiên nhau mà chạy nhảy vào trụ luôn. Ghê đấy nha. Nhưng mà mày cũng phải chết thôi. Hay hay có róc, hay quá róc ơi, xuất hiện rất đúng lúc. Chết cái trụ này mất à. Chưa đâu, còn tao ở đây mà, ai cho mày giành. Ủa anh nhá, ủa Ừ ủa hay. nó Được không, mấy được không, chỗ được không? anh Được không? Để tôi giết con Linh. Giết cái con đỉ Linh nè. Rồi rồi, tôi giết nó rồi, tôi giết Đâu nó rồi, rồi. đâu rồi, đâu rồi, nó chạy đâu rồi. Nó chết rồi. Rắp to kìa, rắp to kìa, Ok. Thiên ơi, rắp to, rắp to, rắp to. Ừ. Có róc nữa kìa, cẩn thận ơi. Ok. Lửa đâu, phụ, Đây, phụ. đây, 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 có lửa đây, có lửa đây. Rồi xong con róc rồi. Mày. Ôi cái trụ giữa nó đang 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 rất là đông đúc. Căng luôn á. Bao nhiêu đứa nó dồn vô Đúng tôi rồi, thấy không nói bạn lôi lại nè. đi, Bắn tôi có khiên nè. lôi kiện cho Không, tôi. cái trụ Tôi này không. tôi Đúng là có... chỗ Đây đây có khiên này, có fail khiên này, anh fail em lôi, anh fail em lôi ra. Ừ. Em lôi ra. À. Cẩn thận, cẩn thận. Lôi lại, lôi lại, lôi Tôi lại, che lôi lại, lôi cho, lại chế xử cho. lý, tôi che cho. Tôi có Khi khiên tôi nè, bất tôi tử có mà tôi che cho. Rồi rồi, Ừ. xong cái sao còn sao nữa? Còn còn bên theo lửa, Mẹ còn bên theo lửa. ơi. Cứu con. Rồi nó chết rồi, nó chết rồi. Từ từ coi. Không còn không còn. Ông đứng sau lưng nó, ông bắn lén nó đi. còn còn Rồi nó xong chết luôn rồi rồi. xong cái Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Được rồi em ơi. Hên quá. Tự nó thấy cái mền vô mặt tôi Tôi chứ. đang tăng nè, tôi đang tăng nè, anh em nào có tỉa thì anh em tỉa ra đi. Cowboy nữa là tới. Ủa tim tụi nó chết sạch Titan luôn hả? Ừ. Phải vậy. Có hai ba con Enfail thôi mà. Trời bây giờ In nó có ra à, in ra, cẩn thận. Chết rồi, nó rồi. bắn tôi, nó cầm trà sữa. À, đau vãi chưởng. Chơi anh. Trà sữa bắn đau lắm. Trà sữa là khắc tên của con Bitcoin đó mà. Đúng lúc tôi hết khiên chứ tôi có khiên nó cũng chết Ôi, à. không nữa rồi. Không sao, không Có sao. khi nó lao thẳng vào mặt ông luôn. Từ từ. Rồi, ok. Rắp to chết rồi. Ơi, Đi vô hỗ trợ chủ yếu. ấm lộn. Hên quá, hên quá. Ủa tôi tự, tôi đang ngắm xuống dưới mà nó bên đó mà hết chết hết cái dàn Raptor này thì coi như là nó cũng xong cái trận. Lại thêm một con nữa à. Em Đông đi thế ra. vậy. Đúng rồi, Titan của mình để dành để Rồi. trị mấy con quỷ đó đi. Đi vô cái mặt nó. Đúng rồi. Còn có con Raptor thủ trụ đó, giết nó một cái là xong luôn á. Nó chết luôn á. Mày dính rốt rồi con ơi. Đúng rồi, hay quá anh em ơi. Lại thêm một con nhảy vào nữa kìa. Mấy thằng này ở đâu mà Qua đi, nhiều qua thế? đi, qua qua đi, qua đi. Tôi Rồi, bắn. bắn cái con Rồi, hay luôn quá. nha. Rồi rồi, ok. Được 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 được. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Tìm nó thất Nè, thủ rồi. anh em lỡ là bắn Ừ. Bugatti nha. Tìm nó thất thủ rồi, tìm nó thất thủ rồi. Mày chạy đâu cho thoát? Ngon. Ôi, Gì? trận trận này bắn phê thật bạn ơi. À. Này bắn đã đấy. Đấy. Đáp to đâu mà nhiều thế này. Tìm tụi nó sao mà ham bắn quá, nó để trụ mất tùm lum ấy. Phụ phụ giết con đáp to này bạn ơi, đừng đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi. Ừ, hên Rồi, quá. cảm ơn nha.
Anh bay xuống nha, em cảm ơn. Ủa? Nó rớt đó cho nó không chết. Rút nó, rút nó, rút nó. Game win rồi, game win rồi, con Henry nó không đỡ nổi đâu. Nó không đỡ nổi. Hay quá. Game này đúng đã luôn. Game vẫn đã tay. Tụi nó như là cái bao cát vậy. Được rồi, rồi ok, chắc là chơi thêm trận nữa là nghỉ rồi. Nhưng mà video chắc là ngày cuối đi nghỉ, nãy giờ cũng lâu rồi đó, 2 tiếng mấy rồi. Chắc là ngày nay, ngày mai mới có video. Ngày mai mới có video. Hôm nay hết rồi. Hôm nay có một cái. Được chưa? Ok. Ok. Sao tôi đi bắn đã tay như nãy. Sao tôi có thể gây đam nhiều như thế được nhỉ? Ô VNE, VNE. Rồi đúng luôn á. Tới công chuyện. Tới công chuyện thiệt luôn rồi VNE không anh ơi. Từ 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 vô cái trụ giữa liền. Ôi, Busalagi, Ratos, Ratos cầm Busalagi nha, chú ý cái tên đó. Chú ý cái tên Kratos đó cho tôi. Kratos chủ của nó. Kratos nó chủ của làm đó. Biết rồi, tôi biết rồi. Hai ba con rất to luôn. Có thể tôi hy sinh rồi. À. Tôi bắn chúng hết không mà. Quá trời luôn này. Cẩn thận, giết 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 Tommy tèo, giết Tommy tèo. Ừ. Ok, tôi nằm xuống là mãn nguyện rồi đấy. Con Kratos canh canh giết thằng Kratos được không ta? Nè, định chạy đâu? Bắt bắt ra tốt, bắt ra tốt. Phát nửa cây không mà trời, khác thiệt sự. Thanh niên toàn huy này có vẻ yếu hơn đội hình nha. Ây da, ra tốt bắn đầu quá anh em ơi. Giúp tôi với. Team này không có thằng Tây Chu nè. Bắt bắt bắt, dí dí sau lưng ra tốt. Bắt ra tốt liền. Nói game căng quá anh em không nói chuyện. Cẩn thận nha. Ra tốt cũng chết rồi. Bây giờ. Ok, ra tốt chết chưa? Chưa hả? Sống dài vậy? Chủ đi, ra tốt chủ đi. Bắt ra tốt. Trời ơi, trâu kìa. Ôi, khủng khiếp thật. Đúng là dân nhà giàu có khác. Căng quá. Búp nè. Ok. Ngon, đủ rồi. Từ từ anh em ơi, bình tĩnh. Xong rồi. Ừ, ra tốt chết là ok. Có chân có Titan á. Có chân có Titan đó nha. Chân ông ra tốt ông cầm Titan á. Hai con UE Almin luôn hả? Một con UE với cung tranh. Ghê vậy. Có cách nào cẩn thận nha. Có cách nào kỵ hai con đó không? Bên mình đừng để mất Titan nha, thua. Bên kia Titan mạnh lắm. Ừ. Chưa có Titan nữa, bực lên. Từ từ, không có gì hết. Giết con ra tốt rồi trời á. Ừ, hay quá. Tại sao lại ra Titan chậm vậy? Oh my god, tại sao con Lu lại rớt cái đây? À đúng rồi, cái trụ màu rõ của nó mà. Chết rồi. Cẩn thận nha, bắt Buffy kìa. Cái phèo quay kìa. Canh, cung xanh canh con phèo á. Cung xanh canh mấy con tầm xa á. Xong. Ừ, hay, ok, được. Canh mấy con tầm xa á. Không ra tốt, có con Ultimate Fenrir đang tới kìa. Từ nha. Canh con Ultimate Fenrir bắn nó, được để ông tiếp cận. Con Luchador này tính giết tôi nè. Anh em có thể hỗ trợ từ phía sau lưng không? Đây này, con Lu này. Đúng rồi. Đang bắn rồi. Có chừng nó đang bật khiên, từ từ, đừng bắn, sớp. Rồi, đợi nó hết khiên bắn thêm phát nữa chết đấy.
Ok rồi. Vô mét Henry đang tới nè, nhưng mà khiêu khích nó rồi. Anh em tập trung vào hỏa lực vào nó đi, nó đang dí con Titan của mình ấy. Bắt bà Phi kìa, bắt bà Phi kìa. Đang dí tôi nè. Thấy rồi, thấy rồi, thấy Titan bắt bà Phi rồi. Bắt bà Phi kìa, bắt bà Phi kìa, nó đang ấy kìa, đang bật rồi, chờ từ nha. Bóp. Đúng rồi, giết bắt bà Phi luôn, giết luôn, giết luôn. Lẹ 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 lẹ. Trang thủ, trang thủ. Anh ấy vẫn chạy được. Ừ, rồi hay quá. Hay quá, hay quá. Được, được, được. Giành lại trụ anh em ơi. Ngon, 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 ngon. Tommy tèo một con rắp to. Đang nhảy vào kìa. Từ từ tôi che cho, tôi che cho. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Tôi che cho. Vô đi, vô đi. Ủa. Đi ra. Thiệt tình. Không được, được. Bích Quy kìa, Bích Quy kìa. Ờ, Bích Quy trâu lắm luôn á. Ừ. Đốt nó, đốt nó, đốt nó, đốt nó, đốt. Đốt đi mày khỏi chợ đam nha, mày riêng. À. Nó bị bóp rồi, bị bắt lên nó bóp rồi. Ok, tôi đang tăng hai thằng này, không biết có tăng nổi nữa hay không đây, tôi sắp đi rồi. Có Valon mà, từ từ. Hai này trâu quá bạn ơi, mạnh quá. Tôi tăng sắp nổi rồi. Chẳng rồi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, con hết, con bắn đi. Trời ơi, con này đi ra. Ok, giết được con dê rồi, cố gắng. Còn con rất to, còn con rất to, hỗ trợ tôi. Ừ. Từ từ đi. Ok, rồi, 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 được, được, được. Rồi, cũng xanh ra nha, cũng xanh. Ừ, đâu, có con xanh không? Rồi ok, ra top gần như là bị đè rồi. Được anh em ơi, được 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 được, ổn. Xuống đi tèo, xuống đuổi, cung xanh xuống đuổi. Cung xanh xuống đuổi hả? Cùi bắp. Để tôi vô, tôi kiếm con cung xanh nó luôn. Để tôi bắt. Tôi đẩy cái màn lên mặt nó nè. Ok. Rồi, cầm xuống đuổi là ông mặt trong người không rồi. Ây da, sau lưng, tôi bị đánh rồi. À. Nó mập quá. Nó cầm bộ này là nó dở rồi. Chết chưa, cung xanh chết chưa? Cung xanh chết chưa vậy? Chưa. Anh em lo chỗ đi, tôi chỉ giết nó. Tôi biết rồi. Ủa? What the fuck? Bên đó thiếu người rồi đó, bên đó chết mấy người rồi đó bạn. Bên đó thua mấy người rồi đó. Từ từ, chúng ta phải chiến thắng. VNE đã khiến chúng ta ăn biết bao nhiêu hành trong thời gian qua rồi. VNE đã khiến... Ừ, hay quá. Okay. Ok, cũng thành chết là ngon rồi. VNE đã khiến chúng ta khổ sở biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hôm nay là cơ hội để chúng ta có thể xử lý. Đừng để thua nha anh em. Để chỗ chút xíu. Ừ, Ratos vẫn còn con rất to. Chiếm lại. Rồi, hay quá. Chết rồi, tôi sẽ giữ trụ bằng cả tính mạng. Tôi không để cho cây trụ nào mất nữa đâu. Từ từ nha. Canh con Fury. Câu giờ cho. Bắn nó. Đúng rồi, sau lưng có người nữa. Hay quá. Hỗ trợ. Ừ, hay quá. Còn bác ở phía kìa. Ôi, phía xếp rồi. Không sao, không sao. Bọc đầu bên đây cho. Đang mắc cười. Mày tới số rồi, chạy đâu. Anh thích đắp lại mà chết. Nào. Rồi ok, tem nó nát rồi đó anh em à. Để bình thêm cho cái dấu hiệu lên đầu nha. Thằng 2 với ông 6 đang bị úp cho. Không sao. Rồi. Toàn Huy đang nhảy đi giành trụ kìa, đừng để hắn đi. Rồi ok. Xong rồi đó. Vào tới cỡ mấy rồi, gặp chiến thuật này là gãy rồi. Chết rồi, Ratos rồi. Ratos bị đè quá trời luôn. Bạn anh rõ quá làm. Chết luôn rồi, rồi xong. Xong, VNE đã xong. Hay quá. Là quá mãn nguyện rồi. Quá tuyệt vời, trận cuối cùng. Trận cuối cùng kết thúc. Tuyệt vời. Ok rồi. Tư tưởng đâu sẽ thua chứ. Mình cứ chơi tới cùng là biết đâu thắng bạn ơi. 13 triệu đam. Đủ. Trời chưa ra được cái chụp làm kỷ niệm đó ta. Để từ ra. Chụp cái đi. Anh kinh chụp gì không? Anh đang chụp bị lắc rồi, chưa có ra được.
tôi chụp ra được được hết đấy. rồi đấy. Rồi rồi ra được rồi, ra được. Để tôi ra tôi chụp cái này làm cái tấm ảnh bìa để mà còn còn đi khè người Quá đẹp ta. luôn. Quá đẹp. Để xóa xóa cái mặt tôi. Rồi ok. Để lấy làm cái ảnh bìa tôi đi làm video ngày mai. Ok, và video mình tới đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp em vào những video sau nha. Coi cái top xem nào. Đâu thế? Ui giời ơi, top 1 luôn em ạ. Đây là trận đấu hay nhất trong ngày hôm nay nha. Và rồi, hẹn gặp em vào những video sau nha.